vui được gặp lại các em trong tiết học ngày hôm nay. Tiết học ngày hôm nay của chúng ta là tiết tập đọc có tựa đề là Hội đua voi ở Tây Nguyên. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc bài này một lần nhé. Hội đua voi ở Tây Nguyên. Trường đua voi là một đường rộng phẳng lì dài hơn 5 cây số. Chiên cua trống đánh vang lừng. Voi đua từng tớp 10 con gàn hàng ngang ở nơi xuất phát. Trên mỗi con voi ngoài hai chàng mang gác, người ngồi phía cổ có vuông vải đỏ thắm ở ngực, người ngồi trên lưng mặc áo xanh da trời. Trông họ rất bình tĩnh vì họ thường là những người phi ngựa giỏi nhất. Đến giờ xuất phát, chiên trống nổi lên thì cả 10 con voi lao đầu chạy. Cái dáng làm lì chậm chạp thường ngày bỗng dưng biến mất. Cả bầy thăm máu phóng như bay, bụi cuốn mù mịt. Các chàng mang gác phải rất gan dạ và khéo léo điều khiển cho voi về trúng đích. Những chú voi chạy đến đích trước tiên đều điềm đà, hô vòi, chào những khán giả đã nhiệt liệt cổ vũ, khen ngợi chúng, theo Lê Tấn. Các em đã lắng nghe cô đọc và bây giờ chúng ta cùng nhau luyện đọc những từ khó. Các em hãy quan sát và đọc theo cô. Vang lừng, vang lừng, mang gác, nổi lên, nổi lên, lầm lì, ghìm đà, hơ vòi, nhiệt liệt. Nào chúng ta cùng đọc lại tất cả các từ. Vang lừng, mang gác, nổi lên, lầm lì, ghìm đà, hơ vòi, nhiệt liệt. Đến với phần giải nghĩa từ. Từ đầu tiên đó là từ trường đua. Trường đua là nơi diễn ra cuộc đua. Chiên là nhạc cụ bằng đồng, hình tròn, đánh bằng dùi, âm thanh vang dội. Trên màn hình các em có thể nhìn thấy đó là nhạc cụ chiên. Mang gác là người điều khiển voi, cách gọi của đồng bào Tây Nguyên. Tiếp theo, cổ vũ. Cổ vũ là khuyến khích động viên cho hăng hái hơn. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau luyện đọc từ khó và giải nghĩa từ. Bây giờ các em hãy quan sát lại bài đọc của mình và tìm xem những câu, những đoạn nào mà các em cho rằng mình cảm thấy khó đọc. Và cô cũng có một câu khó đọc dành cho chúng ta luyện ngày hôm nay. Các em hãy quan sát lên màn hình và chú ý ngắt nghĩa hơi cho đúng. Bây giờ cô sẽ đọc cho các em nghe một lần. Những chú voi chạy đến đích trước tiên đều ghìm đà, hơ vòi, chào những khán giả đã nhiệt liệt cổ vũ, khen ngợi chúng. Vừa rồi thì cô đã đọc cho các em nghe câu luyện đọc. Vì ở nhà thì các em nên đọc lại bài này nhiều lần và sau đó tìm hiểu bài bằng bộ câu hỏi bên dưới. Và nhớ rằng phản hồi cho cô biết, cô sẽ đợi phản hồi từ các em. Bây giờ thì chào tạm biệt.